Xin chào quý vị và các bạn nhé, rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức. Đây là chùa Hồng Phúc, đây là chùa Hồng Phúc. Hôm nay mình đi chùa, cái chùa ở chùa Hồng Phúc Bắc Giang. Ngày xưa con gái mình bán con vào chùa này là 13 năm, hôm nay phải đến để chuộc. Nhưng mà bây giờ vào là lại phải đăng ký chứ không phải đăng ký chứ không không phải làm ngay được, đâm ra là lại phải chờ đấy các bạn ạ. Đấy, hôm nay đi vào chùa không được việc, bây giờ lại phải đi về cả nhà thì phải đăng ký tên rồi là để cho nhà chùa người ta điện, người ta hẹn ngày mới đi làm được. Bây giờ lại phải đi về đây cả nhà ơi. Đây hôm nay là bà chị dâu đi này, em gái này, em trai này. Đúng rồi. Đấy. Em dâu, em gái, em trai. Bây giờ lại phải đi về. Đây là thành phố Bắc Giang này nhà ơi, nhưng mà đây là bên trong. Đứng hai bên trước, ngoài này vào này. Không kệ nó. Cháu ra đường kia chứ. Đây là đường bên trong, còn chưa phải ở ngoài phố chính. Nhiều khi ấy, hội không chắc không bệnh gì. Đây là cái đường trục chính của Bắc Giang lên chợ. Đây đường cũ, đường bộ cũ đây. À đường cũ đường một à. Giờ chết rồi vẫn con có đất ở. Ôi rồi, mọi hôm toàn cứ ngồi trong xe quay đi, hôm nay ra ngoài quay đây. Đây là đường gì? Đường 1 à? Đây, ôi giời, thành phố Bắc Giang này đẹp quá. Thành phố Bắc Giang đẹp quá, ta vào trong này, ta quay trong này. Đường Hùng Vương ấy, hay đường gì? Chào cháu. Mới cho đó nhiệt tới cho bà đấy. Ôi, đây là một cái cửa hàng à. Đi tìm mua máy hút bụi. Chào cháu. Đây là cửa hàng gì hả chị? Cửa hàng điện máy xanh ở Bắc Giang. Nhà nhìn nó có hiện đại không? Thành phố Giang không phải thị xã nhỉ? Chào cháu. Cô nhân viên dễ thương. Nhân viên dễ thương. Ở bên này khác ở bên nước ngoài. Cái phục vụ họ rất là lịch sự, giống cái là người giúp đi là người. Đây nhân viên trong cửa hàng này ăn mặc rất là lịch sự nhé các bạn, nhà rất lịch sự, nhà rất là to. Đây là của ở Bắc Giang Việt Nam nhé các bạn, ai mà chưa biết thì các bạn xem. Ui ui, rất là nhiều này. Đây là ui, bếp ga rồi máy thổi tóc này. Ôi bây giờ người ta dùng cái loại máy hút bụi mà không có dây ấy. Nhân viên bán hàng đông mấy người.
này quả nào đấy. Cái đấy cũng Bluestone ạ. Mã đấy là gì đấy? 8067 em ơi. 8067. Còn nếu mà chú ấy kiểu hầm hố mà ấy được thì có là màu luôn này chú cũng xem được. Còn kiểu cơ bản là chú thích là cũng không khác gì cái siêu thị ở Việt Nam đúng không cả nhà, nhưng mà nhân viên bán hàng này người ta ăn mặc có vẻ lịch sự hơn nước ngoài. Khách hàng vào nó bắt đầu ra chào. Cô em út mọi người bảo chị em nhà chị giống nhau như hai giọt nước ấy. Ừ. Em cắt cái tóc này mọi người đằng sau ủi nhìn giống một cánh quốc cơ. Thế á, bọn nó bảo thế. Ở đấy. Ừ. Ui ui, trông đằng sau y chang. Giống lắm. Đấy, tao quay lên đây hội ở bên kia kìa. Nó bảo ôi giời, cô cháu ở chị em nhà chị giống nhau như hai giọt nước ấy. Ai cũng xinh đẹp chứ, để bảo thế. Ừ. Khen cả mấy thằng cháu nữa. À. Xong đấy là những cái xong nó dùng cho bếp từ hả cháu? Vâng ạ. À. Bếp điện khác, bếp từ khác nha chị nhá. À, cô đi lên trên này này. Đi vào trong này có một cái cầu thang đi lên. Đi lên trên đó. Đi lên trên có thang ạ. Đây xong. Xong này rất là đẹp nhưng mà mỗi tội ôi giời cái quai cầm lại như này. Quai cầm lại quai như này. Cái tay này nó to quá nhỉ. Mình không thích. Ok. Hey, cậu em đang mua cái máy hút bụi. Đang thử máy. Máy này hơn bao nhiêu? Hơn 3 triệu à? Gần 3 triệu à? À, gần 3 triệu. Gần 3 triệu thì cái máy này đắt nhỉ? Máy này đắt nhỉ Khải nhỉ? Gần 3 triệu máy này đắt nhỉ? Đắt cho xem nếu mà. Ừ. Nếu mà tính là tiền kia là hơn 100. Cái này nhá, đầu này này. Bật ra rồi. Cái này nó là để cuốn tóc. Cuốn tóc là ở những cái sàn bình thường ấy là cái này nó sẽ cuốn tóc để cho. Thì nếu mà hút ở sàn thì mình bật cái này lên sàn bình thường, và cái này lên là cuốn tóc, còn nếu như sàn gỗ ấy, còn những cái sàn thảm gốc tách này như thế này, thế này thì nó không bị mất. Thế được hút sàn gạch này thì tắt đi như này. Thì bật nó lên. À, hút. Nó cuốn tóc hoặc những đây cái. Đây là hút từ cái sàn bằng gạch. Vâng. Đây chứ được cái sàn này, nó hút thế này. Còn sàn gỗ thì mình tắt thế này đi. Không sàn gỗ, thế còn sàn giải thảm. Giải thảm á? Ừ. Giải thảm thì ở đây bọn cháu có vô các có phải làm thế này này. Hai là các con phải dùng cái này để trà sốc vai giải thảm này. Thảm nhà này, thảm nhà này. Nhà anh đi hút bình thường này ra. Vâng. Chứ không cần phải bật cái này. Vâng, không phải bật. Vâng. 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 Nó làm xước cái thảm nữa. Cái thảm nhà mình nhắm. Xước thì sao được? Nó sẽ cuốn hết những cái sỏi của cái thảm. À. Có vết, cơ vết, cơ. Rồi. Cái này cái không biết. Thế này nếu mà... Máy này gần 3 triệu thì tính như tiền kia là hơn 100. Đắt nha. Không đến 150 chị. 130. Hai cô nhân viên phục vụ tư vấn cho cậu em mua máy hút bụi. Ừ. Ui ủa này đấy, nhân viên lịch sự không? Chào khách, chào các cháu nhé. Đấy, nhân viên bán hàng lịch sự cơ. Đấy, ôi, kinh không? Bây giờ tận nơi xong lại chào. Đây, chào các cháu. Công nhận những nhân viên ở đây bán hàng hay thật.
khách về đứng ra chào như là hãng hàng không. Cái nhân viên này nó chỉ có áp dụng cho hai cửa hàng thôi. Điện máy xanh là một, di động là hai, thế giới di động là hai. Còn cái loại kia làm gì có nhân viên đứng. Bên kia nó không có thế. Ai mà cần đấy còn phải đợi chán, bởi vì nó còn tư vấn nhiều khách khác nữa, mình phải đứng chờ. Ở đây công nhận đấy, lịch sự. Nó lịch sự tiền của mình trong đấy rồi. Đi về ăn lối này về luôn không được không chứ? Phải đi cao tốc à? Đi cao tốc không đi tắt đi chỗ đường chỗ ra chỗ Nhồng Đức ấy. Về gần hơn. Đi đường gom ấy thì. Thôi bây giờ này đi về. Úi giời, ngồi bên dưới này quay nó vướng quá này. Quay chỗ kia rồi. Quay chỗ kia đây này. Đấy, quay đèo cái xe hoa này hơn này. À đây nhá. Đấy, quảng trường này. Bên kia kìa. Đây là cái chỗ nhà tao đi đúng không? Rồi trên đấy thẳng cái đường lên. Thẳng đường lên nhà đất nhà chị. Thẳng đường lên. Đấy. Đây này em nhớ chỗ đất nhà chị rồi. Cái chỗ hai lô cơ mà. Đấy. Đây đây này. Đẹp không? Nhìn đẹp rồi đấy. Đấy. Có tiền rồi xây dựng cái này ở cũng cảm thấy là con người nó phấn chấn rồi đúng không? Đẹp quá. Thiêng mà đẹp thiêng mà. Sướng bằng vạn như giờ làm gì có tiền mà xây? Máy nhắc gì nhắc lại. Nó lách nó rung thì quả nó kêu. Đẹp không? Đẹp không cả nhà ơi? Đẹp hơn ở bên Tây, cậu em đang bảo là sướng bằng vạn ở bên Tây. Đây, đây mới là quảng trường. Đây, đây mới là quảng trường, cái khu này mới là quảng trường 32. Đây, tí ra đây. À đây. Đây, từ đây ra. Đấy, cả khu đó là bên đây. Đây, cả đây, đây. Đây này, quảng trường đây. Đấy. Đấy, đây. Bắc Giang đẹp chưa? Quảng trường là cái gì? Hả? Quảng trường 32 đấy. Cháu bên kia nhỉ? Đi qua đây có cái nhà đây. Chưa. Chưa nghe nhà nó ở dưới kia đi xuyên lên đây. Đẹp không cả nhà ơi, cả nhà nhìn này. Việt Nam còn đẹp hơn ở bên Đức nhiều. Khải là của ai? Đây này cả nhà nhìn nhé. Có khác gì Hà Nội không? Còn đẹp hơn Hà Nội. Đẹp hơn Hà Nội. Đẹp hơn Hà Nội thật mà. Mà nó thoáng. Thoáng đẹp, đường rộng. Thế thì tôi bảo trường rừng là rừng nhá. Châu Tươi là rừng. Trước cửa Châu Tươi mình không đi xuống đâu. Đây Châu Tươi này, Châu Tươi. Chính là nó làm Châu Tươi đây à? Châu Tươi này. À, thế là chính là Châu Tươi này nó làm đất. À, đây đây. Đây à? Đây à? Là bán cho mang về thôi. Cái con gà, con điện này ngay trước cửa nhà. Mang về thôi, nhìn chưa? Đây nhìn đối diện bên này chưa? Đối diện đây, một cái chính là cửa hàng Châu Tươi đấy. Châu Tươi đấy, cả nhà nhìn này, nó đẹp như thế này nhưng mà đẹp một thoáng rộng rãi, thoáng rộng rãi hơn ở Hà Nội nhiều. Bắc Giang đấy. Bắc Giang quê tôi ngày xưa đấy. Mình nhìn thấy mê.